Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin được phát sóng trên kênh YouTube của báo điện tử Việt Nam Net. Kính thưa quý vị, mới đây, Trung tá Lương Thị Trà Vinh, 41 tuổi, đã tự hào trở thành nữ sĩ quan công an nhân dân Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Cụ thể, Chủ tịch nước đã có quyết định cử ba sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan gồm Đại tá Lê Quốc Huy, Trung tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh. Bà sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan là một dấu mốc quan trọng, là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh, một bước tiến trong hội nhập, hợp tác và phát triển toàn diện, khẳng định nhất quán quan điểm Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng thể hiện bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế của Công an Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế cũng khẳng định sĩ quan công an hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế trong môi trường đa phương đa quốc gia